Có rất nhiều người, đặc biệt là phụ huynh và các thầy cô giáo cho rằng tình yêu của tuổi học trò không phải là tình yêu đôi lứa, mà nó chỉ là thứ tình cảm trẻ con xuất phát từ những ảnh hưởng của xã hội thời nay. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những quan điểm cho rằng tình yêu trên ghế nhà trường mới là thứ tình cảm trong sáng và đáng trân trọng nhất. Vậy thì theo các bạn, thế nào mới được gọi là tình yêu? Có rất nhiều quan điểm cá nhân cũng như những định nghĩa khác nhau về tình yêu. Ví dụ, như các nhà sinh học thì cho rằng tình yêu là để duy trì nòi giống, giúp một loài tiến hóa hay tồn tại trong môi trường tự nhiên. Những các nhà tâm lý học thì cho rằng tình yêu là một nhu cầu của con người xuất phát từ sự kết nối và thấu hiểu giữa các cá thể với nhau. Vậy thì đâu mới là cách giải thích lý tưởng nhất về dạng tình cảm này? Trong cuốn sách The Science of Love của nhà tâm lý học Robin Dunbar, ông có nhắc đến một cách định nghĩa hoàn chỉnh và thành công nhất về tình yêu của một nhà tâm lý học khác, đó là Robert Sternberg. Và định nghĩa này có tên là tam giác tình yêu, hay còn gọi là Triangular Theory of Love. Ông cho rằng tình cảm nam nữ có thể được định nghĩa và phân loại dựa trên 3 khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là đam mê, hay còn gọi là passion, là những cảm xúc phấn khích và hạnh phúc khi bạn đang yêu và được yêu. Thứ hai là sự gắn kết, hay còn gọi là intimacy, là những cảm giác gần gũi, kết nối và liên kết giữa hai tâm hồn với nhau. Và cuối cùng là sự cam kết, hay còn gọi là commitment, là những quyết định, những lời hứa về một tương lai gắn bó giữa hai người. Và dựa trên 3 khía cạnh này thì Sternberg đã phân loại tình yêu ra làm 8 dạng khác nhau, từ không có tình cảm cho đến một thứ tình yêu tột cùng mà các bạn có thường hay mơ đến. Và 8 dạng đó bao gồm: thứ nhất là không có tình cảm, hay còn gọi là non-love. Dạng này có được khi cả 3 tiêu chí trên đều thấp hoặc là không hiện hữu. Thứ hai là khi tình yêu chỉ có duy nhất một trong 3 yếu tố, thì chúng ta sẽ có thêm 3 dạng khác. Cụ thể là khi tình yêu chỉ có sự cam kết thì chúng ta sẽ có empty love, hay còn được gọi là tình yêu trống rỗng. Dạng tình cảm này thì thường hay xuất hiện ở những cặp vợ chồng đã lấy nhau trên 10 năm hoặc là lâu hơn thế. Còn khi tình yêu được đắm chìm trong sự đam mê thì chúng ta sẽ có tình yêu say đắm, hay còn gọi là infatuated love. Đây chính là tình yêu của tuổi học trò mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Và do thiếu đi sự gắn kết và cam kết giữa hai bên nên thứ tình cảm này rất dễ đổ vỡ. Và cuối cùng là khi mối quan hệ giữa hai người chỉ có sự gắn kết thì các bạn sẽ rơi vào một trong số những khu vực cực kỳ nổi tiếng, đấy là friend zone, hay còn gọi là tình bạn bè. Còn khi kết hợp giữa hai trong 3 yếu tố mà Sternberg nhắc đến thì chúng ta sẽ có thêm 3 dạng khác. Thứ nhất là tình yêu lãng mạn, hay còn gọi là romantic love. Dạng này có được khi kết hợp giữa sự đam mê và sự gắn kết. Và đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến những vụ đánh ghen hay là những cuộc ngoại tình mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Thứ hai là tình yêu dại khờ, hay còn gọi là fatuous love. Có được khi kết hợp giữa đam mê và sự cam kết. Các bạn có thể thấy dạng này hiện hữu ở những cặp vợ chồng trẻ lấy nhau sau chỉ một vài tuần tìm hiểu, và trải qua từ 2 đến 3 năm chung sống thì cuộc hôn nhân của họ rất dễ đổ vỡ bởi vì cả hai bên không thực sự hiểu được mong muốn của nhau. Và dạng cuối cùng khi kết hợp giữa hai trong 3 yếu tố là một dạng mà được dân FA nhắc đến rất nhiều. Đấy chính là tình anh em, hay còn gọi là companion love. Dạng tình cảm này có được khi kết hợp giữa sự cam kết và gắn kết. Và các bạn có thể thấy thứ tình cảm này xuất hiện ở gần như tất cả mọi nơi, bởi vì đấy là tình yêu giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Nên là đừng có mơ mộng nữa nhá. Cuối cùng thì khi kết hợp được cả 3 yếu tố, các bạn sẽ được một dạng tình yêu hoàn chỉnh nhất. Đấy chính là consummate love, hay còn gọi là tình yêu tột cùng. Đây là thứ tình cảm mà những người chưa từng yêu hoặc là những bạn mê phim hàn sản vẫn hay kiếm tìm. Nhưng mà ngay cả đến ông Sternberg, người nghĩ ra tam giác tình yêu, cũng không tin là thứ tình cảm này có thật. Bởi vì về cơ bản, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Vừa rồi là định nghĩa và cách phân loại hoàn chỉnh nhất về tình yêu mà mình thu thập được sau khi nghiên cứu qua nhiều nguồn khác nhau. Và mình sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào tình yêu say đắm hay là tình yêu của tuổi học trò, để giúp các bạn tự quyết định cho bản thân mình về việc liệu rằng có nên yêu khi còn đang ngồi trên ghế của nhà trường hay không. Và để biết các bạn có đang yêu hay không thì chúng ta sẽ phải kiểm tra qua những cái biểu hiện sau đây. Thứ nhất là khi các bạn bị trúng tiếng sét ái tình của ai đó, thì những biểu hiện đầu tiên là một sự ham muốn đến tột cùng về việc được người này quan tâm hay là được ở bên cạnh họ. Sự ham muốn này là biểu hiện đầu tiên của tình yêu khi mà một lượng lớn hormone sinh dục là testosterone và estrogen chiếm lĩnh toàn bộ kiềm kiểm soát cơ thể của các bạn. Tiếp theo, sau khi tiếp cận được đối tượng, bạn bắt đầu cảm thấy bồn chồn và bất ổn về tâm lý. Một lượng lớn hormone adrenaline và cortisol được bơm trực tiếp vào mạch máu, khiến cho tim bạn đập loạn nhịp, mồ hôi ở tay, ở chân và toát ra đầm đìa, mồm khô cong. Còn nói thì lắp ba lắp bắp bởi vì các bạn quá lo lắng. Nhưng sau khi vượt qua được những giai đoạn mà mình nêu ở trên thì một đống những biểu hiện bất thường khác lại xuất hiện khi chúng ta rơi vào trạng thái yêu say đắm. Cơ thể các bạn bây giờ như đang bị phê thuốc lắc, với những biểu hiện như là không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy đói hay buồn ngủ. Và các bạn có thể tập trung và ghi nhớ được gần như tất
cả mọi thứ về người mình yêu, cho dù đấy chỉ là số lượng của lông nách hay là tốc độ dài ra của móng tay, các bạn cũng biết được hết đấy. Và cái hiện tượng này có được là do một lượng lớn hormone dopamine được bơm thường xuyên vào cơ thể, khiến cho các bạn cảm thấy hưng phấn ngang ngửa với những con nghiện đang phê ma túy đá. Và nếu các bạn có đầy đủ những biểu hiện mà mình vừa nêu ở trên thì mình xin chúc mừng nhé. Các bạn đang yêu rồi đấy. Nhưng mà nếu ấy, bạn nào mà chỉ có duy nhất cái biểu hiện đầu tiên ấy, thì mình khuyên là các bạn nên dừng ngay cái suy nghĩ lại nhé. Mình biết là các bạn đang nghĩ cái gì đấy. Nhìn mặt các bạn kia thôi nhưng mà da lắm. Trên đó là định nghĩa, cách phân loại và những dấu hiệu để nhận biết sự hiện diện của tình yêu. Ở những clip tiếp theo trong series Tình yêu học đường, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về những công dụng và tác dụng phụ của dạng tình cảm này đến với những mặt cuộc sống và đặc biệt là công việc học tập của các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy clip của mình hữu ích thì đừng quên like, subscribe và comment ở phía dưới. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Mình là Minh và đây là Draw Your Brain.